Chúa cùng anh chị em. Và cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-cô. Khi ấy những người biệt phái và mấy luật sĩ từ Jerusalem tụ tập lại bên Chúa Giêsu và họ thấy vài môn đệ của người dùng bữa với bàn tay không tinh sạch, nghĩa là không rửa tay trước. Vì theo tập tục của tiền nhân, những người biệt phái và mọi người Do Thái không dùng bữa mà không rửa tay trước, và ở nơi công cộng về họ không dùng bữa mà không tắm rửa trước. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén, rửa bình, rửa các đầu đồng. Vậy những người biệt phái và luật sĩ hỏi Chúa Giêsu: sao môn đệ của Ngài không giữ tập tục của tiền nhân mà lại dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch? Chúa đáp: hỡi bọn giả hình, Isaiah thật đã nói tiên tri rất chí lý về các ngươi, như có lời chép rằng: dân này kính ta ngoài môi miệng nhưng lòng chúng ở xa ta. Chúng sùng kính ta cách giả dối, bởi vì nó dạy những giáo lý và những luật lệ loài người, vì các ngươi bỏ qua giới răn Thiên Chúa để nắm giữ tập tục loài người. Rồi người gọi dân chúng lại mà bảo rằng: hết thảy hãy nghe và hiểu rõ lời ta. Không có gì từ bên ngoài vào trong con người có thể làm cho họ ra ô uế, chỉ có những gì từ trong con người xuất ra, chính cái đó mới làm cho họ ra ô uế. Vì từ bên trong, từ tâm trí người ta xuất phát những tư tưởng xấu, dâm ô, ngoại tình, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng loạn, ganh tị, vu khống, kiêu căng, ngông cuồng. Tất cả những sự xấu đó từ trong con người mà ra và làm cho họ ra ô uế. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa. Kính thưa anh chị em, bài tin mừng hôm nay mang cái tính thời sự vì cái nghĩa này thế này, là cái câu chuyện xảy ra lúc bấy giờ có những người biệt phái và luật sĩ từ Jerusalem tụ tập lại bên Chúa Giêsu, họ thấy vài môn đệ của Chúa Giêsu dùng bữa với bàn tay không tinh sạch, nghĩa là không rửa tay trước. Là theo cái quan niệm của người Do Thái đó, họ không chơi với ai hết á, không chơi với ai, chỉ có mình tôi rồi. Mà ta gọi là cái ốc và ốc kỳ thị chủng tộc đó, cho nó dễ hiểu. Thế thì vì khi ra ngoài đường, vì không chơi với ai, do đó tôi có thể bắt tay. Ta nói ví dụ như chúng ta là người Công giáo, bây giờ ta ra ngoài đường, thí dụ người mà đồng đạo với chúng ta thì không nói rồi, nhưng mà bây giờ nhiều khi đi làm ăn hay là chuyện nọ chuyện kia, mình bắt tay với một cái người mình không biết người đó có đồng đạo với mình không, thì có thể là họ không phải đồng đạo với mình vì là mình kỳ thị mà. Do đó ăn chắc về nhà, trước khi ăn cơm mình rửa tay, tẩy trừ. Nhỡ mình có bắt tay cái kẻ ngoại thì mình rửa tay cho ăn chắc. Đấy, nó là mang cái não trạng như vậy đó. Có người Do Thái là như vậy đó. Thế rồi mình đi ra, nhỡ chẳng hạn như bước lên cầu thang, mình không bắt tay người ta nhưng mà đi lên cầu thang nắm cái tay vịn, mà bây giờ biết bao nhiêu người chả biết là có cùng đồng đạo mình, họ vịn vào cái tay vịn đó, mình nhỡ mình quệt vào, thôi về rửa tay. Đấy là cái não trạng của người Do Thái vậy. Thế thì vì nó ăn sâu vào như vậy, thành thử ra bây giờ thấy Chúa Giêsu và các môn đệ của Ngài ăn cơm mà không dùng nữa với rửa tay và rửa tay. Và này, tại sao mà các ông không chịu rửa tay? Các ông nhỡ đi đường các ông bắt tay cái người nào sao? À, Chúa Giêsu nói: các ngươi nói như thế, các ngươi nói theo kiểu nghĩa là bây giờ mình cứ vơ đũa cả nắm vậy thôi. Các ông bảo như vậy, quệt vào cái chỗ cái nào đó bực kẻ ngoại thì mình về mình bị ô uế. Không, cái ô uế nó là từ trong tâm mình mà ra, chứ không phải là mình quệt cái này để quệt cái kia, bắt tay người khác. Chưa chắc ạ. Mình bắt tay người ta tốt lành, mà mình chưa chắc mình lại xấu hơn người ta. Đó. Nhưng mà tôi dừng lại ở cái chi tiết này này để phân tích về vấn đề tâm lý. Anh chị em thấy cái câu chuyện nó xảy ra về người và môi trường. Về người là thế này: khi ấy những người biệt phái và luật sĩ, anh chị em để ý hai cụm từ biệt phái và luật sĩ, chứ không phải là dân chúng thường. Biệt phái là ai? Biệt phái là một loại người đạo đức mà người Do Thái rất ngưỡng mộ. Tôi nói ví dụ, thí dụ chẳng hạn như là các linh mục vậy, rất là ngưỡng mộ, và vì thế người là thật chuẩn mực. Đây là những người biệt phái. Kế đến là những luật sĩ. Luật sĩ là ai? Là giống như các ông luật sư, nắm về luật rất là vững.
Tóm lại, biệt phái và luật sĩ, đây là hai loại người, một loại người mẫu mực xã hội nhìn nhận về mặt luân lý, đạo đức. Một người luật sĩ tức là cái người về chuẩn mực về gọi là pháp luật. Dân, có chung cả hai là dân trí thức và dân đạo đức, dân mẫu mực. Thì đây hai cái loại người này từ Jerusalem đến bên Chúa Giêsu và gặp mấy môn đệ của người dùng bữa bàn tay không trong sạch. Thì họ từ Jerusalem, trước hết họ là dân trí thức. Jerusalem là gì? Jerusalem là thủ đô của đất nước Do Thái. Mà cái câu chuyện này xảy ra là ở Galilea. Mà Galilea là sao? Là tỉnh lẻ. Ở miền đất nước Do Thái có ba vùng: Bắc là Galilea, Trung là Samaria, Nam là Judea. Jerusalem nằm ở miền Nam đất nước Do Thái, là thủ đô. Câu chuyện này xảy ra ở Galilee, tức là ở miền Bắc. Là miền Bắc, ở chỗ này là Capernaum, là tỉnh lẻ. Nói cho dễ hiểu, chúng ta nói ngược lại nhau. Bây giờ thủ đô của đất nước chúng ta là Hà Nội. Ngày xưa thủ đô của đất nước Sài Gòn là Sài Gòn. Ví dụ vậy. Thì cái thủ đô nó ở Sài Gòn. Ta nói ví dụ vậy nhau. Đấy, bây giờ thì nói vậy, nói ví dụ nó hơi ảo tưởng. Thành phố lớn Sài Gòn. Bây giờ mấy cái ông trí thức ở cái Sài Gòn đi về Công Tung, thấy mấy môn đệ của Chúa ở Công Tung trông thấy như vậy thì đánh giá mấy cái ông này không biết rửa tay. Như vậy thì nó có hai vấn đề được đặt ra, là cái dân trí thức áp dụng cái tư tưởng của mình, cái suy nghĩ của mình cho dân nhà quê và chụp mũ họ bằng cái suy nghĩ của mình, là một, môi trường Sài Gòn đi áp dụng cho tỉnh lẻ. Đây, hai cái khác nhau. Và đây là một vấn đề rất là thời sự ở cái chỗ như thế này, là anh chị em biết là về cái trình độ văn hóa, về cái môi trường nó khác nhau lắm. Vì thế một nhà trí thức, một người giỏi không có nghĩa là anh hơn người không có chữ. Chưa chắc ạ, chưa chắc ạ. Về cái phương diện tri thức, về cái phương diện hiểu biết, anh có thể giỏi, nhưng cách sống coi chừng dân trí thức rất tồi. Và tôi dùng từ gọi là gì? Kém văn hóa, kém cách ứng xử. Rất nhiều người trí thức có chữ nhưng rất hồ đồ, rất kém trong cách ứng xử. Do đó anh đừng tự mãn rằng là mình là người có chữ để coi thường người không có chữ. Nhiều khi quá kiêu ngạo, thành thử ra coi thường người khác, nhưng cách ứng xử của anh thì lại rất kém. Anh chị em biết, tôi xin lỗi anh chị em nha, nếu có tôi xin lỗi trước. Mình là giám đốc, mình là thủ trưởng, mình là cái gì đó ở trong xí nghiệp hay nơi công sở, người ta sợ mình vì cái nồi cơm. Nhưng về sống với gia đình, rất kém cách ứng xử với chợ vợ và với con, rất kém. Do đó không đương nhiên là anh có quyền hay là anh có chữ là anh tốt hơn. Vấn đề được đặt ra là chúng ta sống với nhau ở tình người là cái chỗ nào. Và đây là cái cơ bản. Và vì thế không phải là địa vị hay là chúng ta có khả năng mà chúng ta trở thành ngành người, người được khác kính trọng. Mà người được kính trọng chính là người biết sống với ai, sống thế nào. Đó là một cơ bản, là một cái bài rất là quan trọng, công cơ bản cho cuộc đời của chúng ta. Điều thứ hai là về vấn đề môi trường và không gian ở mỗi nơi mỗi khác. Anh chị em biết không, tôi xin lỗi anh chị em nhé, người ta bảo cái Sài Gòn của chúng ta là thành phố, có thể nói là kinh tế, văn hóa, xã hội, đủ thứ, tài chánh. Nhưng nhiều người họ nói với tôi thế này: cha ơi cha, con của con nó về Sài Gòn chủ yếu kiếm tiền, nhưng khi từ Sài Gòn rồi, ở Sài Gòn rồi, quay trở về môi trường ở với chúng con ở nhà quê, con thấy mất con rồi cha ạ. Đổi môi trường, tiêm nhiễm những điều xấu xa, cuối cùng về nhà chúng ta đánh mất chính chúng ta. Và rất nhiều người đánh đổi kinh tế bằng chính bản thân chúng ta, đánh đổi kinh tế bằng chính tương quan con người. Và đây là một vấn đề rất thời sự đối với chúng ta trong thời đại hôm nay.
Trong nhà thờ này tôi nói các bạn trẻ, những người lớn không dám nói, nhưng các bạn trẻ, các bạn về Sài Gòn học hành, có hai yếu tố: học hành, thăng tiến và vấn đề làm ăn là điều tốt, vì thành phố nó có điều kiện. Nhưng cái lớn nhất các bạn phải rất canh chừng, ở trong thành phố lớn như thế này và các thành phố lớn, một trong những cái đe dọa chúng ta nhiều lắm, và chúng ta rất dễ bị mất, và chúng ta mờ mắt vì đồng tiền và vì địa vị, chúng ta mất tình người, mất sống tương quan con người. Và đây là một cái giá trị cơ bản, vô cùng cơ bản. Vì nếu chúng ta có tiền, chúng ta có địa vị mà chúng ta mất con người là chúng ta không có gì hết. Xin Chúa cho chúng ta trong bài tin mừng hôm nay, những người biệt phái luật sĩ, những người ở thủ đô Jerusalem đã coi thường các thánh, các môn đệ, và đã đánh giá người khác bằng con mắt lăng kính thiển cận của mình. Thì xin cho chúng ta cũng biết luôn luôn tôn trọng con người, và khi tôn trọng con người, chúng ta sẽ khám phá ra các giá trị lớn. Em kết thúc một cái bài chia sẻ này bằng cái câu chuyện này, là một trong những cái mà hiện nay người ta nói trong các thành phố lớn và trong các đất nước mà phát triển, là khi người ta có tiền có địa vị thì nó rơi vào trong cái tình trạng là chủ nghĩa cá nhân. Ở nhà quê đó, hay là ở tỉnh lẻ, người ta sống với nhau trong gia đình thế này. Bây giờ khi có tiền có địa vị rồi thì cái chủ nghĩa cá nhân nó là cái phòng của mình, là cái phòng của mình. Cái phòng của mình nghĩa là cái gì? Là tôi có một thế giới riêng của tôi, là cái phòng của tôi. Và coi là nội bất xuất, ngoại bất nhập, không được ai xâm phạm cái phòng của tôi. Tất cả mọi cái nó trong phòng của tôi hết, bởi vì nó là thế giới riêng của tôi. Và chỉ có thường là như vậy. Thì chính vì như thế, nó co cụm tôi lại. Và khi ai chạm đến cái thế giới riêng của tôi thì lập tức tôi trở thành con nhím, và tôi trở thành là người, trở thành loại trừ kẻ khác. Anh chị em, đây một cái đe dọa lớn nhất trong xã hội của chúng ta là chủ nghĩa cá nhân, nó thống trị con người. Và chính cái chủ nghĩa cá nhân này, nó làm cho chúng ta không còn sống con người với nhau nữa. Xin Chúa cho chúng ta biết luôn luôn nhìn thấy chúng ta, không ai biết rõ mình bằng mình, thấy chúng ta, để chúng ta sống với người khác. Và như vậy, khi chúng ta sống với người khác, cái giá trị của đời sống chúng ta mỗi ngày một lớn lên trong Chúa chúng ta. Xin Chúa ở với chúng ta luôn. Giờ đây chúng ta cùng nhau đứng lên tuyên xưng đức tin.